chị Lương Quỳnh có tham gia một cái sân show nhỏ nhỏ. Chủ đề là nhớ chị Lương Quỳnh đã nói hết rồi. Em tự giới thiệu là em tên Kim. Cảm ơn mọi người. Người ta tên bây Kim. Em sẽ chính là của chị Lương Quỳnh nha. Còn em là chỉ là người tiếp thôi. Người ta tên Kim mà là giám sát viên để tuyển Cà Mau. Tôi tưởng làm tôi hỏi, ủa idol tên Cà Mau à? Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì show của tụi mình thì cũng khá là dài. Cho nên là bây giờ Lương với lại Kim xin phép là vào chương trình luôn ha. Như mọi người cũng biết, như nãy Lương nói thì show hôm nay chủ đề của chúng ta là nhớ nhá. Hello, chào tất cả mọi người. Chào Trung nha, chào Jerry bé nhỏ, chào tổng chào mọi người nha. Tại vì giờ đông quá và thời gian có hạn cho nên là tụi mình xin phép vào chương trình luôn. Nhắc tới nhớ thì mọi người chắc hẳn là ai cũng nghĩ tới là về tình cảm trai gái đúng không? Đa số là về tình cảm trai gái. Nhắc tới nhớ thì tự nhớ nó mang rất là nhiều tâm trạng, cảm xúc ở trong này. Nhưng mà thì cũng đúng là chủ đề hôm nay chúng ta là hơi thiên về tình cảm nam nữ một chút xíu. Nhưng mà nhớ thì có thể là nhớ gia đình nè, nhớ bạn bè hay là nhớ người yêu cũng được. Đó. Chắc hẳn trong cuộc đời thì ai cũng có đã từng nhớ nhung một ai đó đúng không? Gia đình, người yêu hay là bạn bè thì ít nhiều cũng có nhớ, nhớ nhiều nhớ ít. Đó. Cho nên là không biết là Kim hôm nay là có chia sẻ với mọi người một chút xíu gì về chủ đề hôm nay của chúng ta không ta? Cảm ơn Trung nha. Dạ chị nói sao? Em nghe lập dập, em nghe không rõ lắm. Chắc nó bị vang một chút xíu. Không biết là Kim nghe tới từ nhớ đó, thì Kim có muốn chia sẻ gì với mọi người về về cái từ nhớ này không ha? Kiểu như một câu chuyện hay là cái gì đó từ nhớ nó gợi cho Kim những suy nghĩ gì nhỉ? Kim có thể chia sẻ cùng với mọi người được không? Dạ. Thì em nghĩ là nhớ này cũng là như là một cảm xúc thôi. Thì nhớ có rất nhiều cái nhớ, nhớ những kỷ niệm đẹp, nhớ những ký ức buồn, hay nhớ về gia đình, nhớ bạn bè, nhớ mọi chuyện vui, chuyện buồn, cái gì cũng có. Nói chung đó là cái cảm xúc tự nhiên thôi. Ai cũng phải, trong đời cũng phải có nhớ cả. Nhớ thì nói chung là con người ta thì ai cũng có hỉ nộ ái ố, đó là những cái tâm trạng của con người. Nhớ thì không chỉ nhớ những kỷ niệm vui như Kim cũng đã nói, thì nhớ cũng có là nhớ những kỷ niệm buồn. Thường thì đa số thì có người sẽ nhớ nhiều kỷ niệm vui hơn, nhưng có những người thì kỷ niệm buồn sẽ làm cho họ gọi là có dấu ấn sâu sắc trong lòng hơn là nhớ những kỷ niệm vui đó. Thì mở đầu chương trình hôm nay, chào Xuân hôm nay thì idol cũng có một cái thử thách nho nhỏ chương trình đặt ra, đó là mỗi idol Lương Huỳnh và Kim sẽ lần lượt kể về kỷ niệm nào đó của mình. Ví dụ Lương kể về kỷ niệm của Lương đi, thì Kim sẽ bịt mắt hoặc là nhắm mắt lại rồi vẽ theo những điều mà Lương kể. Lát nữa thì lần lượt thì Kim sẽ kể về câu chuyện của mình và Lương Huỳnh sẽ vẽ theo những gì mà Kim kể. Không biết là Kim vẽ có đẹp không ha? Kim lúc đi học Kim có hay vẽ hay là thích vẽ gì không? Dạ thì em vẽ thì nói chung không có đẹp lắm, tương đối cũng được thôi, nhìn theo thì vẽ được. Còn nếu như mà làm khó Kim suy nghĩ vẽ thì chắc nó hơi kinh khủng một xíu. đúng rồi, thì Lương cũng là nhìn theo đó, nhìn theo một cái mẫu đó mình vẽ đó là có cũng được ha, cũng gọi là khá khá. Bây giờ mình vẽ theo những gì người ta kể mà không biết câu chuyện như thế nào nha. Đó thì nhiều khi nó rất là kinh, cho nên là mọi người hãy ở lại với show hôm nay để xem những thử thách dành cho hai đội nha. Trước tiên là bây giờ chúng ta sẽ kể về câu chuyện của mình và idol còn lại sẽ vẽ theo cái câu chuyện mà đối phương kể nhé. Bây giờ là theo thứ tự thì Lương sẽ là kể trước câu chuyện của mình. Thì
Khi mà tôi đọc kịch bản ở nhà, tôi cũng suy nghĩ không biết kể cái gì cho idol dễ ra. Không biết. Nó rất là khó luôn á. Đó, đó trong lúc mà hai idol thực hiện thử thách á, thì mọi người có thể lên quà nhé. Như cái đường link ở dưới là mọi người có thể thấy nè. Tặng cho Lương Huỳnh sẽ được tính quà bằng nụ hôn, còn tặng cho Kim sẽ là trái tim nha. Mọi người có thể lên quà xuyên suốt từ đầu show cho tới cuối show để tính điểm và tính phần quà cứ dành cho idol nào đó. Bây giờ thì Lương sẽ kể một câu chuyện của mình ha. Thật ra thì nó cũng không có gì đặc sắc đâu, nhưng mà Lương nghĩ là cho nó dễ liên tưởng, dễ vẽ ra thành tranh đó, cho nên là mọi người những cái câu chuyện nó hơi nhạt chút xíu mọi người cũng thông cảm nha. Bây giờ thì Kim bịt mắt đi ha, hoặc là nhắm mắt cũng được, mình khỏi cần bịt đi, mình nhắm mắt mình vẽ đi, lát mọi người sẽ chấm điểm nha. Ai idol nào vẽ giống như câu chuyện hơn thì idol đó sẽ giành phần thắng ha. Ok, bắt đầu. Thời gian có hạn. Kim ơi, Kim nhắm mắt lại nhé, Kim nhắm mắt này nhé. Có chuẩn bị cái phần bịt mắt không? Ở đây thì giám sát viên chuẩn bị cho Lương một cái khẩu trang, nhưng mà chắc lát nữa Lương sẽ tự nhắm mắt, không có bịt bằng khẩu trang đâu. Ok, kể nha. Thì hồi nhỏ đó, thì học lớp học mẫu giáo đó, thì Lương có một bà chị, ba mẹ thì đi làm bận lắm, cho nên là giao cho một chị là do là kể mở đầu thôi, từ từ hả dễ là có chị chở Lương và đứa em của Lương đi học mẫu giáo về, và trên đường về thì hôm đó là trời mưa, cho nên là đi qua một cái vũng nước á, hồi đó là đường đâu có như đường xi măng như bây giờ, đường nhựa đâu, là đường rất đỏ, cho nên là lúc mà chở hai đứa đi á, không hiểu sao chị làm cho hai đứa kiểu như là té lúc nào không té, té ngay vô cái vũng bùn luôn. Đó là đi xe đạp rồi té vô cái vũng bùn đó nha. Bây giờ chắc là phải nhờ bạn Kim vẽ lại. Lương đã ráng nghĩ ra một cái kỷ niệm mà gọi là nó đơn giản nhất để mà dễ rồi, thật sự là mọi người cổ vũ cho bạn Kim đi ạ. Cổ vũ cho Kim bằng cách là lên bằng item trái tim, còn Lương sẽ được tính bằng nụ hôn nha. Mọi người lên xuyên suốt show nhé. Thật sự là cũng không muốn làm khó Kim đâu, nhưng mà Lương không có câu chuyện nào mà nó đơn giản hơn được nữa. Kỷ niệm đó là làm cho Lương ấn tượng tới bây giờ luôn đó. Bây giờ vẫn nhớ cái cảm giác mà bị rơi xuống cái vũng bùn đó mọi người. Mặc áo trắng, quần tay nha, váy tay, trời má ơi, đứng dậy là người ướt nhẹp hết. Nói chung là chị chở em đi trên một chiếc xe đạp, về té xuống một cái vũng bùn, vũng nước đó. Thế thôi. Về Lương đang ở chuồng tắm mưa. Vẽ Lương đang ở chuồng tắm mưa à? Bậy quá. Đó, người ta còn mặc đồ nha. Cũng mưa, cũng có mưa, có bùn, nhưng mà người ta mặc đồ nha. Đi học mà ai cởi chuồng? Đi học mà cởi chuồng là công an bắt nhá. Trung ơi, nhớ cổ vũ cho Lương nha Trung nha. Mọi người ai fan của Kim thì nhớ lên quà ủng hộ cho Kim nha. Quà sẽ được tính xuyên suốt á, cho nên là mọi người cổ vũ cho idol của mình nhé. I love you. Phút đây. I love you. Đó, 10 trái tim rồi đó. Kim xong chưa nhỉ? 1 phút nữa nha Kim nha. Fan của K2 à? Xong rồi. Ok, xong rồi đưa lên nha, chỉ cần vẽ xong đưa lên. Đưa lên cho mọi người chấm điểm nha, lát nữa tới Lương vẽ, Lương không biết vẽ sao nữa. Thật sự tôi sợ vẽ. Có bản mẫu thì dễ vẽ hơn. Kim đưa lên cho mọi người xem đi ạ. Chim ngưỡng tác phẩm của mình nào. Thấy không? Lé quá đúng không? Không thấy được. Ê, có bị to, bị chán quá. Cái này không, để thấp xuống, đúng rồi, để thấp xuống. Để cái phần hơi chú xuống à. Tôi thấy chiếc xe đạp nha. Tôi thấy chiếc xe đạp rồi, không biết mấy ông thấy cái gì. Xe đạp với lại vũng bùn nè. Ok. Mọi người thấy không ạ? Hơi lé nha, lé. Ok, Lương thấy xe đạp và vũng bùn.
Thì nói chung là bố cục là cũng có đầy đủ cái mà trong câu chuyện Lương kể là được rồi nha mọi người. Kim Mui miêu tả cái tác phẩm của mình đi ạ. Chị Lương nè, chị của chị Lương, đây là chị Lương. Đây là Dũng Sình, và có kèm theo một cái chữ là chữ Sình. À đúng rồi. À, cảm ơn Kiều. À Kiều coi chưa lên quà nhá, sau xong cái phần chào xin này chúng ta hẳn lên quà nha mọi người. Để đừng nhầm. Cảm ơn Kiều nha. Để xí. Có thể tính luôn được không? Tại vì giờ thăm giờ sợ không có kịp, có tính quà luôn đi. Ok vậy đi, bố cục nói chung là đầy đủ rồi đó. À Kim ơi, Kim có thể nói to lên một chút xíu được không? Cái mic Kim để sát, Kim nói to lên một chút xíu cho bên mình nghe rõ chút xíu nha. Rồi ok, bố cục đầy đủ là có Dũng Sình nè. Bà tắt đèn luôn rồi, bất sợ mọi người không thấy bà tắt đèn luôn rồi mọi người ơi. À đó, rồi để đó đi. Ừ đúng rồi. Thôi nói chung là bố cục có đủ là có Lương, có chị Lương, có xe đạp và có Dũng Sình. Ok, đầy đủ bố cục nha. Rồi mọi người cứ để đó rồi nói lại để lát hồi chấm điểm. Tiếp theo là sẽ là Kim kể chuyện của mình và Lương sẽ là người vẽ nha mọi người. Kim để mic sát sát lên xí nha, để cho bên mình có thể nghe rõ. Nãy Lương nghe không nghe rõ lắm. Chuyện của em cũng tương đối hấp dẫn thôi. Kim để sát mic xí được không? Nhớ lắm. Đóng cửa ồn nó không nghe gì hết. Nghe nhỏ hả chị? Ừ nhỏ, hơi nhỏ ấy. Ừ, để em mở. Ờ mở loa to lên xí nha. Để chuyện đó này. Ờ. Chúng ta tranh thủ nha, tại vì nãy vì lỗi kỹ thuật cho nên là chúng ta đã lên trễ lúc mà 10 phút rồi. Cho nên là mình nhanh nha. Ok Kim kể đi Kim ơi. Cái mic nghe ok chưa? Ok. Bây giờ em sẽ kể một câu chuyện cũng từ lúc nhỏ giống như chị Lương Bình nha. Là lúc nhỏ em với anh hai có đi ra, có đi về quê thăm bà con. Sau đó thì đột nhiên em đứng bên bờ sông thì em thấy cá đậu tung tăng ở dưới, thì mình cũng kiểu như là mình cũng tò mò đó, nên mình ở trên bờ sông thì nó có sình. Sau đó thì em cũng giống chế thôi, em cũng té xuống. Em thấy xuống bờ sông mà hên có cái cây nó mất lại, nên rớt có nửa con ở dưới. À câu chuyện của em là em té xuống sông cạnh cái cây hết rồi. Thôi kể về nó về trắng không được đâu. Thôi kể như vậy thì sao mà chị biết chị vẽ. Không được đâu. Em có phải con lai không hả? Không, Kim... À, có chứ. Ba Kim người Hoa, mẹ Kim người Khmer. Kim là người Kinh đó. Lai cũng vậy đó. Các bạn kể về hả? Không thì chỉ kể lại cái kỷ niệm của mình thôi, để cho chứ cũng không phải là một câu chuyện gì hấp dẫn, chỉ là cái kỷ niệm mình nhớ nhất trong đời mình thôi. Trong hai chị em thì ai cũng bị vướng phải một cái dũng sình xong rồi té gì đó. Tưởng là người Trung Đông hả? Không phải. Đúng rồi. Hoa, Khmer, Lăng Kinh, đúng rồi đó, đúng rồi. Xác là như vậy. Trời ơi, cái bức tranh rồi quá đi. Em không nghĩ là em nhẹ như vậy luôn á. Mọi người chắc không thấy được đâu ha. Tại vì đèn nó chói quá. Ủa mà mọi người có nghe cái mic của em rõ không mà? Em sinh năm bao nhiêu vậy? 97. Tính quà rồi, tính quà từ đầu
sơ rồi từ đầu vô là tính từ đầu nha. Không bất kể là idol này thi hay được cái thi, miễn là trong giờ này là được tính quà tất cả. À, tới bây giờ mình chưa tính điểm nha mọi người ơi, chưa tính điểm nha. À, sau cái vòng chào sân này thì tụi mình mới tính điểm thôi nha. Là xí lương dễ sắp xong rồi. Ờ, sau vòng chào sân ạ. Thì ra là sau vòng chào sân mới tính điểm nha mọi người. Ủa? Đúng rồi, sau vòng chào sân mới tính điểm. Kim xin lỗi à, thì Kim chỉ là hơi bị rối bảng xíu thôi. Xong rồi. À, lương xong rồi nha. Hồi nãy là cái gì? Kim kể là Kim té xuống Dũng Sình, mà lúc đầu là Kim kể có cái ao, cho nên mình hồi nãy mình tranh thủ mình vẽ, cho nên là mình vẽ luôn cái ao có cá luôn rồi. Có ao có cá, sát bên là có một cái cây. À, cho nên là đây, tác phẩm của Lương đây, mọi người không biết mọi người có nhìn ra không? À, đây là một cái ao làng có cá nè, có rùa luôn nha. À, không biết mọi người thấy không, nó bị chế. Thấy không ạ? Là cái cây nè. Đây là kim, ở giữa là bằng kim nha. Thấy chữ cứu luôn không? Rồi được chưa? Như vậy làm sao mà mình tính điểm mình chọn người ta thôi. Cái này mình chào sân cho vui thôi ha. Chào dân cho vui thôi. Đây là tác phẩm của Sài Gòn và nãy là tác phẩm của bạn Kim. Tụi mình thật sự là rất là tâm đầu ý hợp nha mọi người, không hề giao hẹn trước, nhưng mà đứa thì té xuống Dũng Sình, đứa tứ thì té xuống ao. Ừ, đều là té hết. Rồi, mai chào sân tới đây thôi nha, cảm ơn mọi người. Nói chung kỷ niệm hôm nay là chúng ta là về nhớ những kỷ niệm vui cũng như là kỷ niệm buồn. Đa số hồi nãy là hai đồ đều bị té xuống ao với xuống sình hết, nhưng mà tính ra thì nó cũng còn là kỷ niệm vui nha mọi người. Chào sân như vậy là cũng được rồi, tính ra thì idol vẽ cũng đâu có xấu đâu phải không mọi người, cũng nhìn được mà bố cục rõ ràng. Ok, bây giờ mình vô vòng 1 luôn nha, nãy giờ hơi tốn thời gian. À, kỷ niệm vui. Ok, bây giờ là tụi mình bắt đầu tính quà cho hai đồ nha mọi người. Cho Lương Huỳnh là bắt đầu vào vòng 1 là thi hát với nhau thì chúng ta bắt đầu tính quà luôn nha. Ok, bây giờ mỗi đội sẽ lần lượt hát hai bài xen kẽ cùng với nhau. Đội thắng vòng thử thách vui sẽ được quyền ưu tiên chọn bài hát cho đội mình và đội đối thủ luôn. Bây giờ là sẽ lần lượt là hát nha. Bây giờ thì Kim hát trước nhé. Bây giờ thì đội Cà Mau sẽ hát trước, đội Sài Gòn sẽ hát sau. Kim chọn bài đi ạ. Vậy là em hát trước đúng không ạ? Ừ, bài hát sẽ có liên quan tới từ nhớ, có từ nhớ là được. Dạ. Như vậy thì em hát bài em nhớ anh đi, do em chụp về cổ họng á, nó thanh quản nên không hát được những bài cao cho lắm, nên mọi người thông cảm nha, em chỉ lừa được những bài hơi thấp thôi. Chia ly.
I love you. I love you. I love you. I love you. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn anh Trung nha. Cảm ơn mọi người nhé. À, cảm ơn bài hát rất dễ thương của bạn Kim nha, cảm ơn mọi người đã lên quà cho Kim nhé. Bây giờ thì tới lượt Idol Sài Gòn là Lương Huỳnh sẽ gửi tặng cho mọi người nha. Một ca khúc cũng có từ nhớ, chắc bài này mọi người cũng biết. Đó là ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ nha. Gửi Anh Xa Nhớ, pít pít pít. Mọi người ơi, hồi nãy là cái dòng 1 là vẽ tranh là mình không có tính quà nha, cho nên quà lúc đó không có được tính. Trong lúc Idol hát này thì mọi người lên quà mới được tính nha mọi người ơi. Rồi, cái anh sẽ nhớ. Nhạc lên là bắt đầu tính nha. Sao kỳ quá vậy? Thấy chung một lòng.
bây giờ thì chúng ta sẽ đợi kết quả từ ban tổ chức nha. Không, đúng rồi. À, Kim thắng rồi đó. Nãy giờ thấy Kim nhiều mà. Kim chắc cũng gần 900, đúng không? 700-800 gì đó. Để ban tổ chức công bố kết quả nha. Dạ. Nhà Kim hôm nay hơi ồn nhỉ. Mập dạ. Nãy giờ mình tập trung hát quá, không biết mọi người tới chat, không biết quà ra sao luôn. Cảm ơn mọi người nha. Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã lên quà ủng hộ cho Lương Huỳnh cũng như là bạn Kim. Không biết Kim bao nhiêu ký ta? Kim bao nhiêu ký vậy? Không biết Kim bao nhiêu ký ta? Em ấy. Em 50. À, Lương 45. Nhưng mà cái mặt ăn bao nhiêu là nó vô cái mặt hết à. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu, đợi ban tổ chức tổng kết kết quả nha. À, có kết quả rồi nha. Nụ hôn là 412, trái tim dành cho Kim là 781. Dòng 1 là Kim thắng nha. Bây giờ chúng ta qua dòng 2 luôn nha. Không kịp thời gian đây. Cái gì đây? Bây giờ dòng... À, sau dòng thi, nếu mà đã có đội thắng thì vòng này sẽ là vòng cứu cho idol của bạn, để idol của bạn có thể được đi tiếp vòng 3. Ok ok, dòng 2 của chúng ta là thần giao cách cảm nha mọi người. Nên đọc nhầm qua dòng 3 luôn rồi. Dòng 2 là thần giao cách cảm nha. Bây giờ sẽ tìm một bài hát có từ nhớ. Sau đấy thì idol phải thay lời bài hát bằng cách dùng các từ bộc lộ cảm xúc, trạng thái như là yêu, chờ, ngóng vào lời bài hát có từ chứa từ nhớ. Bây giờ thì user cũng như là member sẽ là người chấm điểm cho team bằng cách lên quà. Bây giờ thì giống như dòng 1 thì chúng ta là mỗi idol sẽ hát một bài hát nha, tương tự với idol còn lại. Hồi nãy thì Kim đã thi trước rồi đúng không? Bây giờ thì Lương sẽ là người thi trước nha. Bây giờ dòng 2 là hát, cũng là hát bài có từ nhớ luôn. Nhưng mà từ nhớ sẽ được thay thế bằng từ yêu, ngóng, chờ. Đó, kiểu như vậy đó. Để coi Lương sẽ chọn bài hát nào đây. Hồi nãy có mọi người yêu cầu bài Cõi Nhớ. Cõi Nhớ rồi lại nhớ người yêu mới ghê chứ. Ok, thế Lương sẽ đặt cách hát Bolero luôn nha. Tại vì mọi người cũng biết tới Lương là hát Bolero rồi. Bây giờ Lương sẽ hát bài Cõi Nhớ nha. Nó cũng có từ nhớ. Lương sẽ thay từ nhớ bằng từ yêu nha mọi người. Oh,
Mọi người lên quà cho Kim vẫn tính cho Kim, dù Kim hát mọi người lên quà cho Lương Huỳnh vẫn tính cho Lương Huỳnh nha. Cho nên mọi người cứ tích cực lên quà nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ sẽ là phần thi của bạn Kim nha. Kim hát bài gì để gửi tặng cho mọi người nha? À, dòng 1 là bên của Lương là 421 thì phải, còn của Kim là 708 mấy đó. Trái tim, cho nên là phần thắng đang nghiêng về bạn Kim nha. Trái tim, thắng đang nghiêng về bạn Kim nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và bây giờ em xin gửi đến mọi người một ca khúc muốn trữ tình thôi. Là bài nhớ người yêu, cũng như nãy giờ mọi người yêu cầu đó.
Vì sao Kim thương ngóng đông đầy trong lòng mơ. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có. Đây rồi đúng không?
Vòng cuối sẽ dành cho idol nào giành phần thắng nha mọi người. Idol thắng cuộc sẽ có quyền được lựa chọn một bài hát tham gia vào vòng on top. Đó, tổng kết vòng cuối. Nếu mà đủ 1.000 ca item thì sẽ idol sẽ được 500.000 tiền mặt. Nếu đủ 3.000 kiểu như mọi người lên quà đó, đủ 3.000 thì sẽ idol sẽ được 1.500.000. Nếu mà đủ 5.000 thì idol sẽ được 1.500.000 với lại 5% tiền quà nha. Đây là vòng dành cho idol thắng. Idol thắng sẽ chọn một bài hát và meme của mình sẽ lên quà. Đó, tùy thuộc theo số quà mà idol sẽ nhận được. Giá trị hiện kim là tiền mặt nha mọi người, là 500.000 nếu mà đủ 1.000 ca. Có chứ nhờ, mọi người đợi xí nha, hệ thống đang tính điểm. Nói chung là kim thắng rồi đó, nhưng mà tụi mình đang chờ cái số kết quả cụ thể. Cho em yêu cầu idol hát cũng được, tùy idol thắng thôi. Không, vòng này tính riêng nha, còn hai vòng trước tính riêng. Hai vòng trước là để tổng điểm là xem idol nào thắng, bây giờ vòng này sẽ là tính bắt đầu tính số quà. Đủ 1.000 món thì idol sẽ được 500k, đủ 3.000 idol sẽ được 1.500.000, đủ 5.000 thì idol sẽ được 1.500.000 và 5% giá trị tiền quà. Đúng rồi, chỉ tính vòng này thôi. Đây, có kết quả rồi ạ. Tổng là nụ hôn là 930, còn vòng 2 là nụ hôn là 518, còn trái tim là 871. Tổng lại là nụ hôn 930, còn trái tim là 1652. Bây giờ còn ok, vậy là idol Kim thắng nha. Bây giờ idol Kim sẽ hát tặng cho mọi người một bài, trong lúc đó thì meme fan của Kim sẽ lên quà tặng cho Kim. Số phần thưởng của Kim sẽ được tính qua số quà nhé. Kim có nghe rõ chưa ạ? Chị, là vòng này em sẽ hát tặng một bài hát đúng không ạ? Ừ đúng rồi, trong lúc Kim hát á, thì mem của Kim sẽ lên quà 1.000 quà, 1.000 món quà á, thì Kim sẽ được nhận 500.000. Còn 3.000 quà thì Kim sẽ được nhận 1.500.000, 5.000 quà thì Kim sẽ nhận 1.500.000 kèm theo 5% giá trị tiền quà. Phần thưởng của Kim sẽ phụ thuộc vào số quà mà mem tặng nha. Ok, bây giờ Kim bắt đầu hát luôn nha. Dạ. Và sau đây em xin tặng mọi người một ca khúc cũng liên quan đến chủ đề nhớ thôi. Thì ca khúc này em xin gửi tặng đến người chồng tương lai của em. Chim bao giấc mơ say, quên đi hết những muộn phiền.
vì thời gian có hạn nên em hát nửa bài thôi. Hát nửa bài là đủ réo gọi người chồng tương lai về rồi ha. Mà nãy giờ không thấy ai trả lời luôn á. Chị Lương ơi, tiếp tục chị. Ok, vì thời gian có hạn cho nên là Kim gửi tặng cho mọi người nửa bài thôi nha. Cảm ơn mọi người. Vậy là vòng on top này là không có quà vô mở, vậy là kết quả vẫn giữ cuối cùng. Mặc dù là hết giờ rồi Kiệt ơi. Mặc dù là quà đã được tổng kết rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ kết quả nhé. Vòng 3, vòng cuối cùng tuy là Mem không tặng thêm cho Kim gì hết nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ tổng kết kết quả. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có tới bữa nay cũng còn kêu Kim Mộc buồn nha. Hồi nãy thấy Kim hát tặng cho chồng tương lai có quá trời anh ơi, rồi hát xì nãy giờ, rồi anh nè quá trời mà. Tôi thấy mà. Chết nè. Trời mà. Em là bộ không thấy đó chị ơi. Đợi ra ban tổ chức xíu nha mọi người. Như mọi người cũng biết hàng tuần là 20 giờ room 88. Dạ, dòng cuối cùng on top, ban tổ chức đã có kết quả là nụ hôn được 99. Luôn hoạch được 99 nụ hôn nha mọi người. Đó, vậy thôi đó, bắt người ta ngồi đợi à, đang nói à. Đó, 20 giờ room 88 vào tối thứ tư hàng tuần sẽ là special show. Special show của hai idol. Hàng tuần sẽ là Cà Mau, Sài Gòn hoặc là Hà Nội. Ở đâu nữa ta? Còn idol ở đâu nữa ha? Nói chung là các tỉnh. Đó, cho nên mọi người hãy đón xem 20 giờ thứ tư hàng tuần special show nha. Sẽ có những thử thách dành cho idol rất là nhiều. Hôm nay tại vì thời gian không cho phép cho nên là tụi mình đã skip qua cái phần thử thách rồi, mong mọi người thông cảm. Bây giờ thì cảm ơn mọi người. Kim gửi lời chào tới mọi người nhé. Dạ. Tất cả mọi người hôm nay đã ủng hộ cho em và chị Lương Quỳnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người hôm nay đã ngồi chơi. Hẹn mọi người. Cứ 20 giờ hôm nay thứ mấy? Thứ tư. 20 giờ thứ tư hàng tuần đều có best of show nha. Mọi idol ở mọi nơi đều xinh đẹp, đều dễ thương nha hai đứa em vậy đó. Mọi người cứ 20 giờ trung tâm chơi nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.